Xin chào toàn thể các bạn, chúng ta đã cùng quay trở lại với VJS Summer League năm 2023. Ngày hôm nay thì đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Quân đội Bình cùng với các thủ Phan Phút. Chào bạn của chúng ta hiện tại đang là danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này. Như vậy thì ngay lúc này ở hiệp một thi đấu thì Phan Phút sẽ là những người bảo vệ phần sân ở bên phía tay trái màn ảnh của các bạn. Và Quân đội Bình sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Vẫn còn, đang là ngồi phá công dành cho Phan Phút không vào. Nỗ lực đi bóng và dứt điểm đến từ Tuấn Nam nhưng vẫn chưa thành công. Và đáng tiếc dành cho Global Phan Phút nở pha lên bóng vừa rồi. Và đang là Sông Lâm cắt ngang. Chú Thầy đã chỉ tay vào chấm vào bóng. Và rồi đó là bàn thắng dành cho Global Phan Phút. Sự là một góc đá rất hẹp. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa cơ hội vừa rồi của các thủ Quân đội Bình. Chính xác, đó là bàn thắng dành cho các thủ áo xanh lá. Quay trở lại đây sẽ là một tình huống đá biên dành cho Quân đội Bình Phan Phút. Rugby em không vào. Rồi thì bóng lại chạm vào cột dọc khu thành. Một tình huống quá nguy hiểm đến từ Quân đội Bình Phan Phút. Chuyện gì đó sẽ là cơ hội để cho Phan Phút mang đến cho mình cơ hội. Rất nguy hiểm, không được. Quân đội Bình từ phần sân nhà không phải là những tình huống quá thuận lợi. Vẫn có đường truyền đến từ Trung Hiếu. Rất nhanh, đó là phá sát đến từ Sông Lâm. Và đang là Sông Lâm. Không được. Rồi chiếc bóng đến từ cao thủ áo xanh. Và đang là Sông Lâm. Dứt điểm quá tốt đến từ Sông Lâm. Thì rồi tại đã là 2-0 dành cho các thủ Quân đội Bình. Thật sự là pha kết thúc vừa rồi, đó là một tình huống mà thủ báo đội trưởng, người mang chiếc áo đội trưởng dành cho câu lạc bộ Quân đội Bình đã thực hiện quá tốt. Đang là tình huống kiểm soát đến từ Sông Lâm. Vẫn là Sông Lâm, không vào. Và đó là bóng bóng vào. Chủ yếu là người đã có phá sát nhanh. Đó là bàn thắng dành cho các thủ áo đỏ. Tình huống bóng bóng lên từ thủ thành của Quân đội Bình. Và lại vô tình bóng đã chạm vào các thủ áo đỏ trước khi đi vào khu vực cầu gôn của đội bóng áo xanh. Ở đứng trước bóng đó là Tuấn Nam. Và đây sẽ là cơ hội dành cho câu lạc bộ Phan Phút. Tuấn Nam. Và là một quả đá rất chính xác đến từ cầu thủ áo số 11 của Phan Phút. Hiện tại thì trận đấu đã là tỷ số trận đấu đã là 2-2. Quân đội Bình vô tình đã để bóng chạm vào cầu thủ đội bạn. Quân đội Bình cùng với Phan Phút đang có vị trí xếp hạng sát nhau. Trận bóng cuối cùng đến từ các thủ áo đỏ. Như vậy thì trọng tài đã cất còi khép lại cuộc đối đầu giữa Quân đội Bình cùng với Phan Phước.